làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, cùng ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy.
lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạn rào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lòng mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thêm trăng ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ âu yếm như làn gió đùa mặt hồ. Lời mẹ mát mát êm như sao diều rất rỡ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương bao đêm trường con đã yên giấc, mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn. Cho mưa gió không quan thân nghèo mẹ yêu. Mùa sương hai nắng cho bác mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chuyện mi. Lòng mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa. Tình mẹ dâng tới trăng ngà đứng lặng để nghe. Lời ru sao xuyến núi đôi suối rừng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ban tổ chức lễ tang cùng toàn thể gia đình tam quyến, hôm nay trong chúng ta chung đây có chân linh ông Trần Văn Đạt, khoảng giờ 55 tuổi, mãn hạn sa đà về quyền tổ tiên. Thời giờ này các thầy cùng các Phật tử vân tập về trước tam đường để phá lễ tụng kinh cầu nguyện sư tiến cho chân linh cũng như thức quy y tam bảo. Thì kính mong toàn thể gia đình tam quyến thời giờ này nén bớt đau thương cùng tài tiện về trước nhau án ban thờ đây để theo khóa lễ nhất tâm cầu nguyện siêu tiến cho hương hồn ông cũng như là nhất tâm để đối trước tam bảo quy y Phật pháp tăng để cho vong linh ông được trực thừa công đức đó mà được siêu sinh nơi Tây Phương an lạc phước. A Di Đà Phật. Nhờ thiêng hồn về nhờ thần về lễ thờ phương hát với thường thủ tam bảo nhờ tâm thờ phương hát với thường thủ tam bảo nhờ tâm về nghe thờ phương thường thủ tam bảo. Thank you.
vô vi như tâm thi mê thập phương ba giới thượng trụ tam bảo như lai sanh vô tận chi tuệ diệu phụ nhiên như thiên pháp thượng trụ Ai đi chọn cơ phật nhớ di đà như đà như lai đại nhớ con an lạc độ giáo hành lý tam kinh của vị sinh biên dương biên nhớ tam đinh lệ đây phương an lạc độ quan thế âm phù tát vạn ước từ kim thâm biên nhờ tâm tinh lệ tây phương an lạc độ đại thế chi bồ tát vô biên quang chi thâm biên thị tư hân tam biểu pháp giới chúng sinh tâm nguyện đoạn trừ tam xương quy mệnh ngã do sinh nhờ thiên phá tìm lại sám hối như thị nhờ thiên chư nghiệp chướng miệng chi chú ư pháp giới quang độ chúng sinh giải vô thoái xa môi phát nguyện lễ a di đà phật cầm nhớ thiên tam bảo sẽ nhờ pháp giới bốn quan chư hòa đại hội đốt sao văn vị sư kê tổ văn hay nghi vương văn chư hòa điện văn bước ma cô ma đất nam mô vân cài bồ tát ma na thị ngầu hiền xuất ngô tu đi ma tu đi đô tu đi tam bà tu đi ma tu đi đô tu đi tam bà tu đi đô tu đi tam bà thị ngầu hiền xuất ngô tu na đi đô đa đi ma na na lam tam bà và về nhà na hộ khai kinh nghệ vô thượng thượng thâm vi do pháp bay thiên và nợ kiền nên hồ ngà đốc thủ trì quyền giải như lai chân tư kia nam mô bản sư thích ca mâu ni phật ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật thiên thủ thiên nhãn tu ngoại đại bi tâm đà la ni nam mô a na đa na đa na ma ra nam mô a di đà bà lo yết đề đô ba la ra bồ đề tát đà ba sa ma ha ba lo ni ca ca tam ba ca phật lệ su đà na ta nam mô tất cả ni đoà hi mong a ni sa ba lo ca đề ta phật ta nam đà ba nam mô ta na cẩn trì sa đề ta ba tha đà do ba ni thị tường đà ba đà na na ma ba đà na na ma ba già ma phật đà 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 ni tha na ba lo e lo ca đề ca la đề ni e ni ma bồ đề đạt ma đạt ba đạt ba đi đà nương ngô lo ngô lo yên mong lo 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 ba sa la đi ma ba sa la đi na 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 đi 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 đó ba 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 văn sĩ điện hình ma na sa ma tấn đà la sa ma ma tấn đà la sa ma tấn đà lu nghệ tấn đà na sa sa ma ha la la tấn trì sa ma ha ma la 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 sa ma ha tấn na long na bồn ha tấn đà la sa ma ha la tấn na tấn đà la sa ma ha ma đà ma ya tấn đà la sa ma ha la la tấn trì văn đà la la sa ma sa sa ma tân điện đô ma đa na bản đà sa sa ma như ý bảo lâm vương đà na ni nam mô bản đà sa nam mô đạt ma sa nam mô tăng sa la nam mô quan thế đại mô đạt ma tát cổ đại bình an sư yến đà văn đề sinh đà
ma ni ma ba nang me ro 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 le cha cha du ma yin ni ta ta hong phan sa han ma nan ma san na man e ka ro ta 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 hen de ta ta ni de sa pha ma lo ma sa na ro ha mo ba na ha na mo da san na de ro ro na no ro che de ha ga ni ma ba na de ro ro le sa ma ga ba sa ne ro su màu cực lạc ăn giống nên cầu hóa sinh à duyên nay đạo hữu chân linh trần văn đạp năng chính muốn về nước Phật vãng sinh liên chỉ Phật Di Đà tiếp dẫn đường đi chư tôn Bồ Tát hai hàng tiếp linh à hỡi ơi tưởng niệm chân linh sinh tiền cõi thế hiện vinh một đời vô thường vẫn hẳn tới nguồn vui thế sự buông xuôi lìa chân à. Giờ đây con cháu quay quần cùng nhau tưởng niệm một lần cầu siêu duyên lành nương tựa như nay về đây dưới chốn Phật đài quy à. Quy Phật chỉ giác từ bi xa địa địa ngục được đi lên trời quy giáo lý tuyệt vời ra khỏi ngã quỷ về nơi an lành quy tăng ngũ chúng tu mạnh dẫn đường chỉ nối chúng sinh thoát vọng chân linh chi tiết một lòng quy kính tam bảo gieo trồng phúc duyên à từ nay phát nguyện tu hiền lương nhỏ ánh đạo của thiền thì như nay ai từ già chân linh tâm viên tịnh trần văn đạt pháp danh tự phúc tiến chân linh chí thành quy tam bảo chân linh sám lễ phật chân linh sám lễ phật chân linh Phật quy Pháp quy Tăng chân linh quy Phật quy Pháp
sơn linh quý phật lượng tốt tôn quý pháp ly dục tôn quý tăng dục không tôn Phật không phải đọa vào địa ngục quỷ, pháp không phải đọa làm ngã quỷ quỷ, tăng không phải đọa làm súc sinh. Chứng minh quỷ Phật không phải đọa vào địa ngục quỷ, pháp không phải đọa làm ngã quỷ quỷ, tăng không phải đọa làm súc sinh. Sơn linh quỷ Phật kính quỷ. Phật quý pháp quý tăng chân linh quý Phật quý pháp quý tăng chân linh quý Phật lượng túc tôn quý pháp ly dục tôn quý tăng chúng chúng tôn chân linh quý Phật lượng túc tôn quý pháp ly dục tôn quý tăng chúng chúng tôn chân linh quý Phật không phải đọa vào địa ngục quý phải đọa làm ngã quỷ quỷ tăng không phải đọa làm súc sinh chân linh quỷ Phật không phải đọa vào địa ngục quỷ pháp không phải đọa làm ngã quỷ quỷ tăng không phải đọa làm súc sinh chân linh quỷ Phật kinh quỷ pháp kinh quỷ tăng kinh chân linh quỷ Phật tinh quỷ pháp tinh quỷ tăng kinh văn đạo tử phúc tiên quý tam bảo dĩ kinh bình đủ tam tụ bồ đề đại giới viên đệ nhất pháp quảng đại bồ đề tâm đệ nhất pháp quảng đại bồ đề tâm thể đoạn nhất thiết an đệ nhị pháp quảng đại bồ đề tâm đệ nhị pháp quảng đại bồ đề tâm thể tu nhất thiết thiền đệ tam pháp quảng đại bồ đề tâm đệ tam pháp quảng đại bồ đề tâm thể độ nhất thiết chúng sinh thể độ nhất thiết chúng sinh thở tam tụ bồ đề đại giới viên nhất phạm bà la và phạm viên ma tu đa na thương thừa bồ tát tác công đức nam tư nghệ quân sĩ tam ba chư phật thế tôn chúng linh công đức nam mô phật đà ra nam mô đạt na ra nam mô tăng là ba
chi thì nào thân sâm mối phận đồ kim tóc phẩm hương đúng không chiều thỉnh chân linh nay phố long chẳng chiêu tâm tâm bảo quý thú rơi sâm mối phong nguyện dĩ kinh hợp đương hồi linh tiểu thị thú trả hướng thân sinh pháp văn kinh họ trong vắng sinh phù nguyện tăng giới đại sư tư sinh tử phổ thư kiên sang tí phóng ngọc hào quang phan phù minh em thị vắng sinh lô tiết đăng thượng phạm chi hoa tư thủ nhất sinh chi ký nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật đề niệm truyền thụ bồ đề tâm giới nội chi ngài thiên tài bồ tát quý tam bảo pháp tâm tái thừa tham sân si ba nghiệp tiêu trừ thành tiểu được muôn vàn công đức này a tô đệ tử thân linh tâm viên tình trần văn đạt a phong danh tự phúc tiến ở tại thôn văn làng thanh lãng xã quảng thanh huyện thủy nguyên thanh phố hai phòng nước việt nam nguyện thủ quý tam bảo nhờ có duyên lành hướng về chính đạo từ trước vòng quanh ba đường sáu ngã nay cầu xin bỏ vòng về chân giờ đây giữ gìn đi tam quy ngũ giới thề nguyện qua phẳng bảo thánh cầu cho tư lục đạo đều thành chính giác đi này a cấp cho phật tử yêu bà đắc giới trần văn đạt pháp danh tự phúc tiến chân linh linh thủ giới được tinh tiến hành trì nguyện có mười phương tam bảo chứng minh đi nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô thường tinh tiến bồ tát ma tát giới sư truyền thủ sa môn tham phụng hành phật niệm bồ tát hồng danh nguyện di thử công đức chuyên bị hồi hướng chân linh tâm nhân tình trần văn đạt tự phúc tiến di nguyện chân linh lai đáo tàn tiền đề trường thọ văn lưu tinh pháp văn tinh nghiệp chương tiêu trừ tốc giả bi đồ siêu tinh tây vương an lạc quốc vai vì chúng đẳng hiện tiền trí tâm văn nguyện nguyện sinh thanh phong tình kiều văn ngọc bơ Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô là truyền thống đẹp của người dân nước Việt. Đất có thổ công, sông có hà bá, còn cháu con có ông bà cha mẹ sinh thành ra mình. Sự tinh hoa của ông bà lại truyền sang cha mẹ, rồi đến lượt các con và tiếp tới thế hệ cháu chắc. Cứ thế, cứ thế, và chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ làm nên tinh hoa của một dân tộc, của bao lớp người biết ghi ơn công đức thế hệ đi trước. Câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong người chảy ra, được cất lên trong lời ra của bao người mẹ trẻ bên vành nơi cánh võng của những ngôi sao tí hương thơm lòng hương sữa ngọt. Giờ đây ai cũng khắc cốt ghi tâm lời giáo huấn mộc mạc mà sâu nặng tâm tình này. Vâng, chẳng còn ai biết được tác giả của lời hát xưa ấy, nhưng ngữ nghĩa và âm điệu của nó cứ vọng mãi đến ngàn sau, thầm nghe trong gió sụt sùi cơn mưa bích bào ngậm ngùi vang linh.
con chương nói hộ trời xanh, hoa thơm nói hộ đất lành mênh mông. Nỗi buồn trên áng mây bông, nỗi điều dữ báo nhanh cho những người. Mình đời như ánh xa trời, để rồi thảm thức đổi mong bất thường. Bao năm tháng sống vô thương, khi về chính xứng còn vong thất lòng. Oh, my God.
đồng ý. Cung nghiệp mẫu bạch nguyên thị cung, cung nghiệp tổ mẫu bùi thị tông dung môn ta. Trần Ngọc Lan, Trần Thanh Nhàn, Trần Ngọc Hưng, Trần Gia Đào, Trần Thu Hương, Nguyễn Trung, Dũng Nguyễn Chu Quyên, Nguyễn Bảo Ngọc, Phật Đồng Gia Hương Môn, Nguyễn Đồng ý. Tư nhận hương căn tôi dung vô vị trí tiên phong cổ Trần Văn Đạt Pháp Sinh Tử Phúc Tiên Chân Linh Nguyên Bảy Sinh Ư Ất Tỷ Nhân Mười Nguyệt Nhân Thời Tổng Sinh Hưởng Linh Quang Ngũ Thập Ngũ Tuy Đại à Nữ Kỳ Họ Liên Đắc Nhất Về Xưa Bát Nhật Nương Thời Bảy Chúc Nay Thỉnh Chư Tăng Ni Y Theo Dinh Pháp Làm Nghi Thành Cùng Triều Đình Chân Linh Nai Lão Tăng Đường Nghi Chúc đức lâu rồi nơi biệt cảnh xin người về dương gian đi ai xin thọ nhận chiếc khăn tăng người đã đi sao quá đổi vội vàng nghỉ ân lúc sống con chưa chuẩn bảo đáp nay mong người linh cảm dương Hương nữ tự trần thị hoa ni tây tư cánh văn trường nghỉ cũ
xin ước thì nhân hoan nguyện nhập tài đồ xin ô hưởng an ninh quang ngũ tạm ngũ tuế đại hà nữ kỳ hỏi viên pháp nhất nguyện sơ bát nhập hương hời bạch phương diêu tiên chân linh ca tiên trần văn nhung vũ thị tám chân linh trần văn sâm trần mỹ bé trần mỹ tuyên ni trần văn nhị hoài chân linh nguyễn văn hiến đỗ thị hồ y đỗ thị đào bố ngọc đăng đẳng sư vị chân linh cho gọi cháu con, những người đã ngày đêm hết lòng chăm sóc cụ. Dù không nói được nên lời, nhưng trong mắt người đã nói lên tất cả. Cụ để lại muôn vàn tình yêu thương. Với cụ thương quý cháu con, gái trai, dâu rể, nội ngoại chan hòa. Cụ luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên cụ, được nhìn cụ hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong, cho con cháu cùng được soi chung, trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy,
sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử tôn. Bác học ơi, bác học. Ông Nghĩa, ông Đồ, kể từ hôm nay đây ba năm tăng phục, cha mày ba năm tăng phục nào các con trai rau, con gái của cha dám say, thế là cha đi rồi. Từ hôm nay mái nhà ông em hạnh phúc, từ hôm nay cha đâu còn, cha đi rồi, cha đi vào quanh ngàn thu. Giờ này đây chiều nay quần khăn áo đang, anh chị em chúng con sẵn sàng. Ba năm tang phục nào chúng con tạm say, mày các con chắc tay đây làm lễ thành phục trước cửa ông của cha. Hay nể khúc ông bái và trong ba gia đình cho mâm cơm này xuống nam phía dưới đây để chuẩn bị tổ chức kính thức đại tiệc. Mọi người xin lắng nghe. Chào đại tiệc.
ban tổ chức kinh mời. Cảm ơn thầy cô bác cùng các anh chị và bạn ngồi uống nước để cùng mời chúng ta nghi thức ra đến các người thân. Trở lại đang tuyến xin kính mời các cụ và các ông các bác trong hành lễ buổi lễ chầu ngày hôm nay cho được trang nghiêm và trịnh trọng. Thank you.
Thank you.
Thank you.
âm thanh gắn liền hương năm hoa quả an âm tư thành cả minh công vu thủ đảng thanh tướng đẳng phẩm chi ghi kinh đế thân phù trần văn tạng về lại lâm miến hưởng nhất nhị tam phần thủ hộ đô thị cho vợ con cháu hai bên nội ngoại được nhân cao vạn đình kính mời cố phụ trần văn thông cùng về lại lâm thank you.
Thank you.
khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng, màu vàng. Người đeo tang là độ tình thân quý. Tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân của bề trên, nghĩa là giữa cháu con đạo hiếu và đạo tộc. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay cột lên linh cữu, đó là khăn tang của những người con cháu xa. Thank you.
Văn Quyền xin cảm ơn gia đình, những bài gia đình và bạn. Và chúng con lời thay lời vĩnh biệt và
xin phật mời ta cô bác kính mời cô bác ba bàn ngồi một nước. Yeah.
Trước lúc đi xa, cụ cho gọi cháu con, những người đã ngày đêm hết lòng chăm sóc cụ. Dù không nói được nên lời, nhưng trong mắt người đã nói lên tất cả. Cụ để lại muôn vàn tình yêu thương. Cụ thương quý cháu con, gái trai, dâu rể, nội ngoại trang hoàng. Cụ luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên cụ, được nhìn cụ hồi hương, được nhìn mình cuối mình. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong, cho con cháu cùng được soi chung trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do cụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử tôn. Ông ấy nghĩa mà tình chồng, ăn bà quân nhau ngần lấy năm trời. Ông ấy nghĩa mà tình chồng, mà mình ăn ở với nhau, ăn ở với nhau ngần lấy năm trời. Chồng mình đầu cuối má kề, mà mình nhà tượng là sống với nhau đến đầu bằng tấm mong thương của mà. Ông ơi, đây là tôi mà lấy có bỏ tôi sao này? Thế bên này tạm tấm thôi, để sao kia cho mẫu phát đi ngàn phương chung. Hãy ông nghĩ ông ơi, ông ơi, thế là từ hôm nay đây gió lạnh phòng không, mà đêm đêm tôi đập ngọn gió đánh nó hồng. Ông ơi, nhớ tôi thương các con, nhớ tôi này mẹ tôi chồng. Hãy ông nghĩ ông ơi. Bây giờ này ba người con trai nào ba bác ta quỳ xuống để trả nghĩa cho cha đình với đồng tử anh chính nhân này trước giờ yên thương. Cha ơi, các con là con trai của cha đây. Trời ba người con trai ngọc chạy trường chạy thứ chạy
quân từ nay mất cha tất rồi. Trời thế này mà mất trời, nè sao nghe chọn cha thân đi. Nhàn tâm chung mày ở trái trời. Xin đời mày ba ngày lúc trai này, trai ngay này. Hai ngày này là để trải nghĩa cho cha cả cuộc đời cha vất vả. Người đã con con lớn lên người rồi, mày đã đứng lên đi cân nhắc vào. Bây giờ mày phải làm dâu nào? Mày con dâu của cha trước, để bọn phận làm dâu. Trời, con gái là con người ta. Trời là dấu con đây, trên tận mẹ con cha đọc máu tè. Mày con gái nào? Mày tôi cho mẹ sinh con ta. Tôi cho mẹ sinh con ta. Phần con là gái nữ nhi. Tôi là đồng tình gái con phải bước đi quê chồng. Tôi mà lấy chồng xa mẹ xa cha. Thì là con gái đi xa mẹ làm trời. Chạy đuổi con gái vào cha bảo cha thương con gái của cha đời. Bây giờ cha bỏ đi rồi, cha đi nhà sau để nhớ mà để thương lẽ dòng mày yêu cha cha ơi. Mày con gái này cha ngay này để trả nghĩa cho cha lần cuối cùng. Từ hôm nay cha ra đi cũng ngày trở này. Bây giờ mày con rể nào? Mày bắt đầu con rể. Cha mày cha mất bảo rằng quấy con rể của cha ở bên đời. Cha mày cha bảo rằng chay dâu gái rể. Cha bảo rằng chay dâu gái rể mà cha quý bằng nhau. Trời bây giờ cha nằm trong đấy nhìn đến rể con ấy xin có mấy câu tạ từ hãy cho cha nghe trời. Mày bắt nạt con rể này cha ngay này rồi đứng tiếp cắn nhát vào cha chứng tâm cho. Bây giờ mày cháu mời cháu ngoại của ông nào, mày cháu mời ngoại của ông thăm chùa ông đây. Ôi mẹ chắp tay, nước mắt lẻ rồi, lại đủ làn. Ôi mẹ là mặt trời sáng tỏ đèn đông. Ôi mẹ con cháu nội ngoài ngoài ông ngóng đâu có về. Hỏi đi ông đi ông ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
bây giờ cháu trở vào phía trong chúng ta cần nhận vào để mình được không? Bây giờ mày các em các chị làm mày các em các chị bên đài mặt ngoài để mình được em trước, sau là đến các em Vinh Việt này, sau là đến các cháu Vinh Việt chú Vinh Việt bác mày của các em các chị Vinh Việt em. Bây giờ mày các cháu của bác nào
mày các cháu chạy ra đây để bỏ mắt ta để chúng ta bỏ con đây quỳ xuống để bắt cho bác một phần nhân. Phần nhân này là phần nhân quê tùng để các cháu ngoài bằng tăng minh. Vâng thôi, bây giờ bác bỏ đi rồi bác ơi. Sống ở đời bác bảo bán cả cháu của bác đã nuôi. Bây giờ bác bỏ đi rồi bác ơi. Bác để buồn để nhớ và để thương. Để dòng hỏi bác đi bác ơi. Quê bác ơi thế là buồn trần đây. Bác đã rũ sạch rồi bác ơi. Và vòng đây tiên cảnh bác này vui chơi chốn nào nào hỏi đều bác ấy bác đạt ơi. Bác đạt ơi các cháu bây giờ nhìn đến tấm ảnh bác và bác ơi là người ảnh còn yếu mà bác lắm mà nó biết buồn này mà chúng cháu biết thỏa nào nghe hãy bắt ơi mày đã cho mày bằng mắt này bắt hay này rồi đứng lên cắm nhan vào bác ca sẽ chứng tâm cho đây là vận nét này bọn các cháu gọi bác lên bề ngoài ngoài bây giờ mày các cháu còn cộng nào các cháu chào vào phía bên trong để không chất cộng một tuần đang gần với cổ từ hôm nay cổ ra đi mãi lúc này trở ngày toàn lẻ các cháu về bằng cậu của cậu đây cậu ơi cả nhà ai cũng nước mắt đầy vơi vơi cậu ơi cậu bỏ đi đâu mà đời cậu cũng như mẹ cậu ơi cậu ơi mà điều đi đã phải cậu bảo mắt các cháu ở đời bây giờ cậu bỏ đi rồi để sau cậu đi để nhớ để thương thế này hãy cậu nghe cậu ơi cậu ơi sống ở đời cậu cũng như mẹ mà điều ấy nếu phải cậu bảo ban các cháu ở đời bây giờ cậu bỏ đi rồi cậu ơi để sầu để nhớ để thương thế này hãy cậu nghĩ cậu ơi mày đã cho mời mặt cậu này cậu khi này để thấp nhất để biết được cậu là đàm với cậu từ hôm nay cậu ra đi mãi lúc này trở này đây là các cháu lành những tình cảnh đối với cậu lần cuối ông về phù hộ độ trì cho gia đình thân quyến nhà tăng ni đang đầy nội ngoại ở trên đời được bình an sáng nay cầu chúc cho chân linh ông sống được siêu thoát về tây phương độ hè xin vĩnh biệt ông nội ngoại đang ngồi xuống để nghi thức tế tang cho được trang nghiêm và trịnh trọng sáng nay. Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng, màu vàng, người đeo tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là khăn tang của những người con cháu xa. Thầy đất
hồi ấy. Trời đất thói mà làm chi cường thế mà quay xuôi lên đông nỗi biệt đi này. Trời để cho các con từ nay ngày nhớ đêm ngày mong. Mà nước mắt chảy hai hàng khô xiết kẻ. Trời nhớ những lúc cha nằm trên giường bệnh. Mà chúng con đâm, con đỡ, con ôm. Chẳng phải nhớ khi mà sáng sớm chiều hôm trên trà bầy gối bát cơm cạnh màn. Chẳng phải nhớ những lúc đó mà chúng con quên sao được. Mà tay tuổi nồng chúng con lắm cha ơi. Cha ơi chỉ còn ít phút nữa thôi là ba tấc đất cha lập nơi đấy để đành kéo một mình. Mà con thương cháu nhớ biết thuở nào vui. Chờ người cha lập trong đấy nhìn lên để cho các con giờ này nước mắt đầy hoe đè sầu. Ôi giờ này đây, giờ này đến sáng nay mọi người có mặt tại đây đông đủ. Ôi ta đã nhìn theo chiều gió đông đưa mà móc cả tan cổ rũ bên đường. Bao nhiêu vòng hoa nổi chữ chất đậm tỏ lòng vô cùng đưa tiếng. Quấy nhắc trầm tiếng đợt phút chi ni. Ông Ma Nguyễn Chí Châu, trưởng Hà Nàng Văn Hóa, trưởng Ban Tổ chức Đế Tang, nên điều hành bởi nén chi điều và đọc lời viết Việt chân linh. Còn ông Trần Văn Đạt Rở Thò, 55 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng sáng ngày nay cho được đúng giờ, xin trân trọng kính mời ông. Trần Văn Đạt, ban tổ chức đề nghị mọi người ổn định chỗ ngồi để ban tổ chức được bắt đầu. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Quảng Thanh, 7 giờ sáng ngày 5 tháng 12 năm 2019, tức ngày 10 tháng 11 năm Kỷ Hợi. Lễ tang ông Trần Văn Đạt. Kính thưa gia đình Tam Quyến, họ Lội Trần Hợp, thôn An Lập, xã An Lương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, họ ngoại Nguyễn Tộc, làng Thanh Lãng, xã Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Kính thưa quý vị đại diện cho lãnh đạo xã Quảng Thanh, làng văn hóa Thanh Lãng, các ban ngành và nhân dân thôn Mẫn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các quý khách gần xa, bà con trong làng ngoài xã. Giữa lúc nhân dân làng văn hóa Thanh Lãng đang tích cực sản xuất cây vụ đông, chuẩn bị vật tư phân bón để gieo cấy vụ lúa xuân hè, cùng đồng bào cả nước hăng hái thi đua, học tập, lao động sản xuất, lập thành tích đón chào năm mới xuân Canh Tí năm 2020, thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Thanh, làng văn hóa Thanh Lãng đột ngột nhận được tin báo từ gia đình và họ tộc ông Trần Văn Đạt, sinh năm 1965, công dân thôn Mẫn, hội viên Hội nông dân tập thể xã Quảng Thanh, thành viên dòng họ Trần tộc, thôn An Lập, xã An Lương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, không may lâm bệnh trọng. Mặc dù đã được gia đình, vợ, con cùng các thầy thuốc đông y tận tình chăm sóc cứu chữa, song
do căn bệnh quá hiểm nghèo nên không qua khỏi. Ông đã từ giã cõi dương trần tại gia đình vào hồi 6 giờ 21 phút ngày mùng 3 tháng 12 năm 2019, tức ngày mùng 8 tháng 11 năm Kỷ Hợi. Khép lại 55 mùa xuân sống trên trần thế, lễ khâm niệm cho ông được tổ chức vào hồi 13 giờ 15 phút ngày 9 tháng 12 năm 2019, tức ngày 9, ngày 4 tháng 12 năm 2019, tức ngày 9 tháng 11 năm Kỷ Hợi, lễ viếng vào lúc 14 giờ cùng ngày. Lễ tang ông Trần Văn Đạt được làng văn hóa Thanh Lãng kết hợp với các ban ngành thôn Mẫn, họ tộc và gia đình tổ chức trọng thể vào hồi 7 giờ sáng ngày 5 tháng 12 năm 2019, tức ngày 10 tháng 11 năm Kỷ Hợi, an táng tại nghĩa trang làng Thanh Lãng, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Than ôi, gió giật nhà thung mây che cõi tử, dung mạo từ nay vắng vẻ, bão số cây nghĩ lại ngập ngùi thay bọc, âm rớt đôi ngả xa vời, mây của núi trông càng đau đớn nhẹ, sương bay chớp nhoáng, bạch vân nghi ngút cõi phù sinh, nến đỏ hương thơm ám tọa hát hiu đột sự tử. Thảm thiết nghĩa 55 năm làm ấy, xót thương phận trẻ hãy còn no, đau đớn thay một phút mà xong, lào tưởng lòng trời sao lỡ phụ, tôi thương ôi hồn phách đi đâu hình hài còn đó. Mộc Lam Kha chưa tỉnh lúc tàn canh, bỗng chốc đã vội về thiên cổ, tựa cửa ngóng trông xót xa, con cháu đêm đêm ướt đầm cuối chiếc, anh em nội ngoại họ hàng chồn xóm người thân thương cả ngập ngùi. Và con ông anh em người thân và họ tộc, cho phép tôi thay mặt nhân dân làng Thanh Lãng thắp nén nhang thơm trước vong linh ông và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và họ tộc. Á Thanh Lãng, các ban ngành và nhân dân thôn Mẫn cùng hôm nay gồm có vòng hoa lễ viếng của đội Trần tộc xã An Lư, họ ngoại tộc xã Quảng Thanh cùng anh em con cháu, vòng hoa lễ viếng của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Thanh, làng văn hóa Thanh Lãng, các ban ngành và nhân dân thôn Mẫn, lễ viếng của các tổ chức chính trị xã hội liên đới tới gia ta, lễ viếng gia đình không liên gia, các quý khách gần xa, bà con trong làng ngoài xã. Thưa hương hồn ông Trần Văn Đạt, tất cả tối trướng hương hoa mà mọi người dành cho ông, mong ông chấp nhận và hiến hưởng, xin cầu chúc cho chân linh ông sớm được siêu thoát nơi trần và thanh thản chốn bồng lai tiên cảnh. Kính thưa quý khách xa gần và toàn thể dân làng, sau đây là phần tóm tắt tiểu sử ông Trần Văn Đạt. Ông Trần Văn Đạt sinh năm 1965 tại thôn An Lập, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trong một gia đình đông anh em. Ông là người thuở nhỏ, ông là người con hiếu thuận, biết vâng lời ông bà cha mẹ, luôn hòa đồng cùng anh em bạn bè cùng trang lứa. Đến tuổi trưởng thành, ông xây dựng gia đình với bà Nguyễn Thị Dung, người thôn Mẫn, làng Thanh Lãng, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, cùng với vợ Hiền. Suốt 5 tháng trải dài chẳng quản vất vả khó khăn, lắng hạn mưa dông hay mùa đông giá rét, tần tảo mưu sinh, tích cực lao động, tăng gia sản xuất, dành dụm
chất cứu, xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy các con ăn học khôn lớn trưởng thành. Ông bà sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Ông có 5 cháu nội, 3 cháu ngoại. Các con ông đều làm ăn kinh tế giỏi, các cháu chăm ngoan, cuộc sống thật điền viên hạnh phúc. Xong hỡi ơi, tự sinh là kiếp luân hồi mà tạo hóa đặt ra, hợp tan là quy luật, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi sinh mệnh của ông giữa cái tuổi 55, khép lại bao dự định và tương lai phía trước, để lại nỗi đau, niềm thương nhớ khôn nguôi cho vợ, cho con, cho anh em nội ngoại họ hàng, cho tròn xóm người thân. Kể từ nay, vợ ông mất đi người chồng hết mực thủy chung, sẻ chia gắn bó, các con ông mất đi người cha đáng tình, các cháu ông mất đi người ông nuôi độ lượng bao dung, tròn xóm người thân mất một thành viên, sớm khuya tắt lửa tối đèn, lúc buồn vui chia sẻ họ tập, mất một người chọn cuộc đời gắn bó dựng xây. Mong gia đình nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống, hướng tới tương lai, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phương hướng nhiệm vụ của địa phương, hương ước làng văn hóa. Kính thưa quý khách xa gần và toàn thể dân làng, hôm nay chúng ta tập trung về đây để thăm viếng tiễn đưa một thành viên của cộng đồng làng xã về nơi an nghỉ cuối cùng. Suy ngẫm về hoàn cảnh ra đi của ông Trần Văn Đạt, lòng mỗi chúng ta không khỏi bùi ngùi thương cảm. Để tiễn biệt người đã khuất, xin mời mọi người đứng dậy dành cho ông một phút mặc niệm. Gần lễ xin trân trọng kính mời một vị đại diện họ Tập lên với lời tri ân. Xin trân trọng kính mời. Đại diện cho gia đình và họ Tập, tôi xin có một đôi lời phát biểu như sau. Trước quang linh của cháu Trần Văn Đạt, tôi trong gia đình là người anh của bố cháu Đạt, được sự hiện diện của gia đình cũng như gia tộc, trước hết tôi xin có một đôi lời phát biểu như sau. Kính thưa tất cả các cô, các ông, các bà, hai bên gia đình, họ nội họ ngoại, kính thưa các cơ quan toàn thể Đảng ủy, cơ quan toàn thể chính quyền địa phương, cùng tất cả các gia đình thông gia, liên gia, cùng bà con lối xóm ở quê nội cũng như quê ngoại, cũng như bà con lối xóm, đặc biệt là bà con lối xóm thôn cháu đang cư trú. Đại diện cho gia đình, tôi không biết nói gì hơn hết. Trước hết, gia đình chúng tôi xin có lời cảm ơn chân thành gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà hai bên gia đình, bà nội, bà ngoại, cũng như các gia đình thông gia, liên gia, đặc biệt là tất cả cơ quan chính quyền địa phương thôn Thanh Lãng, Quảng Thanh đã chia buồn cùng gia đình và tổ chức tang lễ cho cháu Trần Văn Đạt để chúng tôi được chung thân. Một lần nữa, đại diện gia đình xin có lời cảm tạ tất cả quý vị trong buổi tiễn đưa cháu Trần Văn Đạt ngày hôm nay. Sau khi đưa cháu Đạt về nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình chúng tôi có bước cơm thường mặt nhạt, kính mong tất cả các cô, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị gần xa và con nối xóm đến ăn bữa cơm mặt nhạt với gia đình của chúng tôi, để gia đình được có lời cảm tạ. Cuối cùng, đại diện cho gia đình xin có lời cảm tạ tất cả quý vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn lời tri ân hết sức xúc động thay mặt cho hội nội và gia đình. Với tấm lòng nghĩa cử là nghĩa tận, sẻ chia những mất mát thương đau, ban tổ chức tang lễ xin chuyển lời cảm ơn chân thành của gia đình nhà hiếu họ Tập
tới quý vị đại diện cho lãnh đạo địa phương, làng văn hóa Thanh Lãng, các ban ngành tới dân thôn Mãn. Cảm ơn quý khách xa gần, cảm ơn các tổ chức chính trị xã hội liên đới tới gia ta. Cảm ơn cô thì chú bác anh em nội ngoại họ hàng, các gia đình thông liên gia, các quý khách gần xa, bà con trong làng ngoài xã đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến thăm viếng chia buồn và tiễn đưa ông Trần Văn Đạt về nơi an nghỉ cuối cùng. Đã đến giờ đi quan, đề nghị bộ phận dịch vụ mai táng kết hợp cùng họ tộc và gia đình chuyển ly ký ông Trần Văn Đạt ra xe để tiễn đưa về nơi an cư phần mộ. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Để di chuyển đến cứu phòng quan lên xe, đã giả đưa đến ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần được đồng sau cuối. Cho hết rồi, ban tổ chức chúng ta được trở về gia đình nhà hiếu. Xin cảm ơn với các cơ quan ban ngành đoàn thể. Xin được gửi lời cảm ơn lên trên các cụ ông bà, các bác cụ anh chị em và thân quyến. Cảm ơn với các gia đình thông liên gia quan hệ với gia đình, bạn bè anh em các cháu người thân và ông đang làm việc và công tác. Nhất là mà quan hệ sẵn quê hương mấy nghĩa tử để nghĩa tình. Ta thành những tình cảm đưa tiễn chân linh của ông Trần Văn Đạt về nơi an nghỉ cuối cùng một đoạn đường lần cuối. Giờ tâm linh hoàng đạo, giờ đẹp đã tới. Giờ đưa tiễn chân linh của ông Trần Văn Đạt về nơi an nghỉ cuối cùng chính thức khởi hành bắt đầu. Chào mừng thế là giờ này đây đánh cha nằm. Chào mừng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa trước mà giờ này đánh cha quái gọn hành trang thật nhẹ nhàng. Chỉ vui những lúc hân hoan mà sẽ buồn những lúc tóc tan thế này. Trong các ngày một lần nữa ban tổ chức nén tan để trả lời gia đình nhà hiếu xin cảm ơn tới các quý vị. Ta dành những tình cảm công nhận và học của gia đình mình đến thăm viếng và tổ kiến cho ông về nơi an cư phần mộ. Đến đâu một đoạn đường lần cuối trước lúc đi xa con ngày trở này. Con chim nói hộ trời xanh, hoa thơm nói hộ đất lành mênh mông. Nỗi buồn trên áng mây vâng, những điều đủ báo năng cho mỗi người. Mảnh đời như ánh sao trời, để rồi thảm thốt đời nguyên bất thường. Bao năm tháng sống yêu thương, khi về chiến xứ còn vương tất lòng. Thank you.
Hương nhớ cụ cỏ cây xào xạc, cá tôm thau mặt nước kiều xạc. Cụ ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại việc như. Nhưng ha,
tham ô, sinh có hạn, tử bất kỳ. Trên đời này ai mà giữ được mệnh trời? Chỉ trách hay tạo hóa xoay vần từ thật. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng không đêm. Ý tưởng của người muốn cho trong nhà này bao giờ cũng sáng. Đã sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải chiên chăm cho bề gốc tươi cảnh, phải giữ gìn nền nếp gia phong trên dưới thuận hòa, ra đường hạnh phúc. Đến với lễ tang cụ hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống cột kèn của nhà thương đến biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một cuộc vui và hợp xứ của đồng quê vang trong khoảnh khắc mỗi tiếng thương này vang vọng. Khi sống cũng luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm. Trong giờ phút tống chung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lung linh bóng nước yên trời, yên cả đoàn người sau bước thành tăng. Tiếng trống thách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc yếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm cùng. Người xuân làm phong tinh rung động lòng. Đi đầu đoàn đưa tan là cờ đối chướng đang tung bay rộng cả chợ thanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình câu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng nhấp nhô nắng vàng. Sống vinh hạnh chết khỏe khoan, người đi thanh thản suối vàng. Bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian, kéo dài cuộc tiến đưa trở về khỏi hẳn. Nước mắt tuôn tràn như một bước chân. Trong đoàn người tiến đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tình liên quan, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người đã từng cùng chiến đấu với con cháu của cụ. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cảm, đậm là người chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người trao vần vần như đang đi lên trời như người người nói. Đoàn đưa tan thật dài, người đông như vô tận. Những đi chậm chậm, mặt trời nắng chói chang, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu, thiêng vác nắng đột đầu, tình người làm gì khác? Ơi đồng một quê hương, trải chín nắng mười phương, trong dải dầu như sương. Đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương. Thank you.
Để bát cơm lên trên để chúc lễ. Lấp với nhau. Lấp bếp rồi. Rồi chấp chấp thứ tay lên. Ah,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quê hương là chung khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông. Quê hương là cô trẻ nhỏ mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rừng trắng vai thêm. Quê hương là cậu trẻ nhỏ mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rừng trắng vai. Là cầu tre nhỏ mẹ tôi về non lá nghiêng che. Quê hương ơi những đêm trăng tỏ kìa hoa cau đã rủ trắng ngoài thềm. Chung khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều